cách đây 3 năm, trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam, cậu bé Hoàng Gia Khoa, lúc đó mới 10 tuổi, đã lập kỷ lục Việt Nam kéo một chiếc xe nặng 2 tấn 2 đi quãng đường 143 mét trong sự ngạc nhiên của những người hiếu kỳ tại công viên Bách Thảo. Càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng nhẹ. Tập trung thần lên luôn, tiếp tục lên. Tôi hôm nay có một sự vô tình, tôi có một chút công chuyện đi qua đây. Thì tôi nhìn thấy mọi người đang xôn xao, tôi liền vào. Và tôi có thấy một điều rất là lạ. Đó là một em nhỏ mà mới có, theo sự giới thiệu là mới có 10 tuổi. Và theo sự hiểu biết của tôi thì 10 tuổi thì gân cơ xương là chưa hoàn thiện. Khi mà nhìn thấy một cái cháu bé 10 tuổi mà đứng trước một cái thử thách như thế, tôi cũng thấy rất là lo. Bản thân tôi cũng rất là lo cho cháu, không biết có thực hiện được không. Hoàng Gia Khoa hiện nay vẫn theo học tại võ đường Thanh Phong số 20 phố Gầm Cầu, Hà Nội. Trên căn phòng dành làm trụ sở võ đường, Khoa đang say sưa tập luyện với võ sư Hoàng Thanh Phong. Thầy Phong, để có được những tố chất trở thành kỷ lục gia như Hoàng Gia Khoa, trong võ thuật không nhiều, đặc biệt là việc huấn luyện đào tạo để duy trì và phát huy những kỷ lục mới lại càng khó hơn, nhất là với lứa tuổi của Khoa. Cháu Khoa, Hoàng Gia Khoa ấy, thì cháu theo học tôi từ năm 3 tuổi và đến khi cháu lập kỷ lục là năm cháu 10 tuổi. Và thì cháu dùng cổ kéo ô tô 2 tấn 2 và đi xa 143 mét ở trong Bách Thảo. Tôi nghĩ mà để mà phát huy được cái tài năng của các cháu thì cái đấy quan trọng nhất là đây là môn thể thao mà gần như là môn thể thao của quần chúng, mà có những phương pháp tập luyện bí truyền của cha ông để lại, cộng với sự đam mê của cháu và sự quan tâm của gia đình cũng như là xã hội, nhất là nhà nước, ngành thể dục thể thao có đầu tư tạo điều kiện cho cháu được thi đấu ở những giải thi đấu hoặc biểu diễn ở nước ngoài cũng như trong nước, thì tôi nghĩ rằng cháu được phát huy được cái tố chất cũng như là cái khả năng thiên bẩm của cháu. Cháu kéo xe tải 2 tấn 1 và đi xa 143 mét. Sau khi đạt được những kỷ lục đấy thì cháu vẫn muốn đạt những kỷ lục cao hơn. Trong thời gian vừa qua thì cháu cũng cố gắng luyện tập và hy vọng sẽ đạt được những kỷ lục mới hơn trong thời gian tới. Theo học ở võ đường Thanh Phong từ năm 3 tuổi, Khoa hiện là một trong những thành viên khá tích cực của võ đường trong những hoạt động phong trào của địa phương. Không chỉ đạt kỷ lục trong môn kéo xe bằng cổ, Khoa còn là môn sinh khá ấn tượng trong các giải thi đấu thể thao phong trào với môn công phu, những bài quyền của nhiều môn phái. Với Khoa được tập luyện ở võ đường cùng thầy Phong và các anh huấn luyện viên của võ đường là niềm vui và niềm đam mê mà cậu khó từ bỏ. Cậu luôn mong muốn được tham gia các giải thi đấu trong và ngoài nước để tiếp tục đạt được những kỷ lục mới của mình.